Tại Hà Nội vừa diễn ra lễ công bố hợp tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm dinh dưỡng y học giữa Công ty Cổ phần Dinh dưỡng NutriCare và Viện Dinh dưỡng NutriCare Hoa Kỳ. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Y tế nhận định việc các doanh nghiệp Việt Nam không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, cải tiến hợp tác quốc tế nhằm nâng tầm chất lượng sản phẩm dinh dưỡng là điều đáng khích lệ, đồng thời cũng là tín hiệu tích cực góp phần cải thiện sức khỏe cho cộng đồng. Là thương hiệu quốc gia dinh dưỡng y học 6 năm liên tiếp, NutriCare không ngừng đầu tư vào quy trình sản xuất hiện đại, ứng dụng các nghiên cứu khoa học tiên tiến và đẩy mạnh các hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong khuôn khổ buổi lễ, NutriCare, báo Sức khỏe và Đời sống đã công bố chương trình hợp tác chiến lược 80.000 ly sữa dinh dưỡng dành tặng bệnh nhi ung thư.